Mến chào cả nhà. Trong ngày hôm nay thì Cú sẽ cùng với mọi người đọc đến chương 2, khái niệm cơ bản về chứng khoán, và phần 1, những tiếng lóng cần biết trên thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán thì nó không chỉ có những khái niệm phức tạp hay là chỉ số khô khan như nhiều anh em nghĩ đâu, mà nó có rất nhiều tiếng lóng vui vẻ được tạo ra từ những cái quá trình nó dở khóc dở cười của thị trường. Vì bản chất thị trường chứng khoán Việt Nam là tồn tại được 20 năm rồi. Trong đó là có những cái thế hệ nhà đầu tư F0, F1, F2, F3 đến FN rồi. Và qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm của thị trường thì chúng ta tạo ra những cái loại tiếng lóng mà nhiều người F0 mới vào thị trường thì có vẻ rất là bỡ ngỡ, đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ lần lượt đi hết những cái từ tiếng lóng phổ biến nhất trên thị trường nhé. Bản PDF của sách này thì nằm trong phần mô tả của video. Các bạn có thể download về đọc và có thể chia sẻ cho bạn bè của mình, những người thân của mình, những ai quan tâm đến chứng khoán nhé. Mong muốn của Cú làm cuốn sách này ấy, để cho những bạn F0 hoặc kể cả những em bé, những bạn rất là trẻ, rất là nhỏ, chúng ta muốn quan tâm đến chứng khoán một cách nghiêm túc và coi rằng đó là một cái thứ cơ hội mà chúng ta cần tận dụng để kiếm tiền, đúng không? Thì đây là cuốn sách rất là vỡ lòng và rất là thú vị để các bạn quan tâm. Rồi, câu đầu tiên là cho em hỏi Market Maker, nhà tạo lập thị trường là ai? Nhóm này có phải là đội lái không anh? Đấy, Market Maker đúng không nào? Chúng ta đến thị trường chúng ta nghe hay nói đến công ty chứng khoán, rồi rất nhiều nhà đầu tư đi trước nói là cổ phiếu này có Market Maker, nó thế nọ thế kia sẽ x5, x7 trong tương lai. Đấy, rất là ghê. Thì Market Maker nói sang thì gọi là nhà tạo lập thị trường. Cái nhà tạo lập thị trường này là những cái nhóm nhà đầu tư lớn hoặc rất lớn, thường là các cá nhân hoặc là tổ chức có nhiều tiền. Chính là những công ty chứng khoán, chính doanh nghiệp đó, chính ban lãnh đạo của doanh nghiệp đó hoặc là ngân hàng, họ có khả năng điều tiết giá của cổ phiếu đấy. Dùng từ market maker tức là gì? Tức là khi mà cổ phiếu tăng quá thì họ sẽ phải bán ra để cân bằng giá, cổ phiếu xuống quá thì họ sẽ phải mua vào để mà giá nó đỡ rơi. Thế nhưng mà thực tế market maker thì có rất nhiều đội lại muốn đẩy giá lên đến nó mức nó gọi là vô cực luôn, và sau đó là xả vào đầu mọi người, thì đấy là market maker xấu, gọi là đội lái xấu, đúng không? Nhưng mà có những market maker khác thì sẽ tốt hơn, tức là mang tính chất cân bằng thị trường hơn, nhưng mà rất là ít, cực kỳ ít. Thường market maker là cũng sẽ ăn thịt nhỏ lẻ và kiếm tiền cho chủ doanh nghiệp hoặc những người có tiền mà thôi. Thế còn thường những cái cổ phiếu ấy, sẽ có những cái market maker của riêng nó. Thường cái nhóm này là tụ tập được cả những người trong doanh nghiệp, cả ngân hàng, cả công ty chứng khoán và các cái nhà đầu tư lớn tham gia cùng. Thế còn cả thị trường chứng khoán thì sao? Thị trường chứng khoán có market maker không? Cả nền kinh tế này có market maker không? Thì tại cái thời điểm mà năm 2022 này, hiện nay là trên thị trường chứng khoán Việt Nam có đến gần 2.000 mã cổ phiếu, đúng không? Và vốn hóa thì nó khoảng 300 tỷ đô rồi. Thì market maker của cả thị trường chứng khoán nó chính là chính phủ. Bởi vì chính phủ sẽ điều tiết được dòng tiền, chính phủ sẽ điều tiết được lãi suất, chính phủ sẽ điều tiết được vĩ mô và doanh nghiệp phụ thuộc vào đó. Đúng không ạ? Rồi, câu hỏi tiếp theo là em hay nghe đến nhóm cá mập Big Boy. Vậy cá mập Big Boy là như nào vậy ạ? Cá mập Shark đúng không? Big Boy là tay to. Thì cá mập Big Boy thì là cái từ mà dành cho những nhân vật tầm cỡ có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, đến cổ phiếu đấy. Ví dụ chúng ta vào con cổ phiếu FX chẳng hạn, chúng ta thấy rằng là trong này có anh cá mập, tài khoản của anh cá mập hoặc những người liên quan đến anh cá mập, họ cứ vào mua là cổ phiếu tăng dựng đứng này, họ cứ bán ra là cổ phiếu giảm hàng sàn hàng loạt. Đôi khi càng bán càng giảm đấy, đúng không? Những cái tay to ảnh hưởng đến thị trường. Thế thì thường là trong mỗi cổ phiếu đều có nhóm cá mập Big Boy. Có những cổ phiếu lớn thì có phải có trong tay hàng trăm tỷ một người. Cái cổ phiếu nhỏ thì chỉ cần vài chục tỷ là có thể làm giá được rồi đó. Và họ hoàn toàn có thể thao túng được những cái mã mà vừa và nhỏ đấy. Thì trong cái nhóm cá mập Big Boy ấy, thì họ cũng sẽ có rất nhiều tài khoản và họ sẽ có rất nhiều công cụ. Và bởi vì họ có nhiều tiền mà, nên là thường là những cái tổ chức hay những cái công ty cung cấp dịch vụ hay môi giới tư vấn tự doanh hay là công ty chứng khoán thì đều muốn là hợp tác và làm việc với những nhóm đấy để có được nhiều lợi ích hơn, đúng không? Và có rất nhiều nhóm cá mập Big Boy thì đã bị bắt ở trên thị trường chứng khoán vì tội là thao túng giá một cách quá đáng và gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Ví dụ như là vụ của FLC 2022 hay trước đó có rất nhiều vụ của KSS, đúng không ạ, trên thị trường chứng khoán. Rồi, thế còn Bìm Bịp và Chim Lợn, chúng ta hay nghe đến hai nhóm này khi mà nói đến nhóm Big Boy, đúng không? Thì thường là Bìm Bịp và Chim Lợn là tay chân của nhóm này. Ông Bìm Bịp thì chuyên hô giá lên,
để mà lúc họ kéo xả. Ông chim lợn thì chuyên hô ra xuống để mà lúc họ gom hàng ấy. Thế có một bạn nữa hỏi kỹ hơn là em hay thấy mọi người bảo là nhóm bìm bịp. Vậy bọn này là ai? Bìm bịp thì trong truyền thống chúng ta biết là cái loại mà chim ấy, đúng không? Trong tự nhiên ấy, đấy, là một con chim hay dùng để ngâm rượu để tăng cường sinh lực của phái mạnh của con trai. Thế cho nên là những cái nhà đầu tư ngày xưa họ trêu ấy là cứ uống bìm bịp vào thì là chúng ta có thêm sức mạnh nam giới. Thế còn bìm bịp ở trên thị trường chứng khoán là cái đứa mà chuyên ngày chuyên hô lên, lúc nào cũng đánh lên, lúc nào cũng hô thị trường lên càng tăng hô càng khỏe, thị trường xuống nó cũng hô gồng lỗ đấy, đeo bám rồi là gấp thép rồi là cưa chân bàn. Cái bìm bịp là chuyên hô mua, không bao giờ hô bán cả, đến khi mà sai thì nó trốn mất thôi, chứ hiếm khi nó hô bán lắm. Bìm bịp là cái kiểu như thế, rất là lạc quan, lúc nào cũng muốn làm FOMO cổ phiếu. Mục đích của bìm bịp ấy thì là nó muốn mọi người là mua ở giá cao và gom vào, nhiều khi là rất là vô lý, nhiều những cái cổ phiếu nó PE rồi là dòng tiền nó chả có một cái gì cả, nội tại tài sản thì nó cũng toàn là bánh vẽ thôi. Thế nhưng mà được bìm bịp khỏe hô ấy, rồi thu hút được cộng đồng vào thì lại là một sức mạnh không thể coi thường được, nhất là khi mà thị trường chứng khoán hiện nay đang bị điều tiết và ảnh hưởng cực nhiều bởi các nhà đầu tư cá nhân đó. Thì khi mà chúng ta nghe những người mà hô hào suốt ngày, chúng ta cũng cần chú ý, hô mua con này hô mua con kia họ đều có mục đích của họ cả, đúng không ạ? Thế có bạn hỏi là trong chứng khoán mà cũng có chim lợn hả anh, nhóm chim lợn thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến các nhà đầu tư? Cái con chim lợn là cái con chim nó hay báo điểm rủi, nó chuyên hô giá xuống, đúng không nào? Lúc nào nó cũng hô giá xuống, lúc nào nó thị trường gấu, thị trường tăng cũng hô giá xuống, thị trường giảm cũng hô giá xuống, đúng không? Thị trường giảm thì bảo giảm sâu hơn, thị trường mà lừng khừng thì bảo nó sắp phân phối rồi, rút củi đáy nồi rồi, các kiểu. Thì thực ra thì chim lợn thì cũng là một cái phong cách xấu ở trên thị trường, tức là người ta lúc nào cũng nhìn thấy một chiều tiêu cực, thì thường nó là tay trong hoặc là bị tận dụng hoặc là lợi dụng bởi nhóm cá mập, đúng không ạ? Thì có bạn hỏi là anh ơi, có phải cái từ Tây Lông là nhóm nhà đầu tư đến từ châu Âu đúng không? Thì nhóm Tây Lông ngày xưa đúng là nhóm đến từ châu Âu thật, thì hồi đầu thị trường mới chỉ có những cái quỹ lớn như là Dragon Capital ở châu Âu, rồi những cái quỹ lớn khác thì đều đến từ nước ngoài. Thế nhưng mà sau đó thì các nhà đầu tư gọi bọn này là gọi bọn Tây Lông, vì chúng nó là vừa là Tây nó lại nhiều lông nữa, đúng không? Cao to rồi đầu óc nó hơn mình, thị trường chứng khoán nó phát triển trước mình cả trăm năm. Thế nó vào đây rồi nó cũng thâu tóm nguồn lực, nó cũng lèo lái thị trường và nó kiếm lợi ích rất nhiều từ cái việc là thị trường của mình nó còn mới nổi quá. Giống như chúng ta hình dung rằng bọn đấy nó ở thành phố đô thị được trang bị vũ khí tận răng, xong nó về quê nó săn gà. Thế về quê thì vùng gọi là vùng biên hải, vùng biên cương, gọi là frontier market là vùng biên cương là chúng ta mà. Nó về nó săn gà, săn vịt. Thế chúng ta thì toàn là thổ dân dùng cung, dùng nỏ với cả dùng vợt đi vợt gà. Thế chúng nó dùng súng máy cho nó bắn. Đấy, rồi vũ khí hóa học, bom nguyên tử nó xả. Thì chúng ta sẽ rất là ít có cơ hội để chiến thắng bọn đấy, đúng không? Thế thì trước đây là như vậy. Thế tuy nhiên thì cũng có rất nhiều thời điểm mà Tây Lông cũng bị kẹp hàng, đặc biệt là 2007, 2008 khi mà khủng hoảng tài chính toàn cầu ấy, thì Tây Lông ở Việt Nam cũng sập 70-80%, kêu khóc thảm thiết. Thế tuy nhiên sau đó thì họ cũng vượt qua được cái đợt khủng hoảng đấy bằng cách là tích cực bám trụ với thị trường, huy động thêm nguồn vốn mới, tái cấu trúc những cái công ty có nội lực, và khi những công ty đó phục hồi, nhóm VN30 bây giờ rất nhiều đấy, FPT, HPG, Vinamilk thì tài khoản của họ cũng tăng lên chóng mặt, đúng không nào? Thì có thể thấy rằng là Tây Lông mặc dù là họ biết hơn chúng ta nhiều thông tin, nhưng mà những cái nhược điểm của họ, ví dụ như dòng tiền rất là nhiều, mua bán phải báo cáo, hay là thông tin cái sự linh hoạt trong tài khoản, thì những nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn có cơ hội để chúng ta đạt được mục tiêu tài chính của mình, đúng không? Hiện nay thì có rất nhiều nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, những nước châu Á, nên là những nhóm này đều gọi chung là nhóm tài khoản nhà đầu tư nước ngoài chứ không phân theo quốc tịch, thì nhóm này cũng được liệt vào nhóm Tây Lông đấy. Có bạn khác hỏi thêm về market maker, thì market maker có phải là đội lái không anh? Vì sao các nhà đầu tư lại hay tin vào đội lái vậy nhỉ? Đúng không? Đội lái thì ở thị trường chứng khoán Việt Nam ấy có những cái nhà đầu tư có tiềm lực rất lớn, trong tay họ sở hữu cả trăm tỷ, ngàn tỷ. Họ chính là những cái tổ chức, chính là những cá nhân, chính là chủ doanh nghiệp, và họ coi thị trường chứng khoán là một kênh kiếm tiền, đúng không ạ? Doanh nghiệp có hai cách kiếm tiền, một là kiếm tiền từ việc là bán hàng, phát triển dự án, và hai là cách kiếm tiền từ thị trường chứng khoán.
Đấy, thì những cái market maker là họ chuyên kiếm tiền từ thị trường chứng khoán. Thì thường là họ cũng chính là big boy, nhà đầu tư cá mập vân vân, đúng không ạ? Thế bây giờ thường là họ sẽ đánh lên cổ phiếu, gom cổ phiếu, đánh lên và xả hàng vùng giá cao để kiếm tiền nhiều. Thế còn Việt Nam thì ít cho bán khống, hiện nay mới bán khống short sell phái sinh thôi. Còn bán khống cổ phiếu thì chưa được nhiều. Đấy. Đội lái thì có rất nhiều lợi thế, họ có nhiều tiền trong tay này. Họ nắm được nhiều thông tin về lệnh này. Họ nắm được nhiều thông tin về phân tích thị trường này, thông tin vĩ mô này, thông tin doanh nghiệp này. Đúng không ạ? Thì thường là họ sẽ bắt đầu bằng cái quá trình là mua gom cổ phiếu bằng cách là cho chim lợn ra xả, hô xả, báo tin xấu, rồi chính doanh nghiệp đưa tin xấu ra, rồi tin đồn thị trường xấu, đúng không ạ? Hoặc là họ nhận nhân lúc mà thị trường đang rất xấu thì họ mua trước những cái cổ phiếu bị dưới giá trị, thế sau đó thì họ đẩy tin tức tốt ra, bắt đầu thị trường tốt có xu hướng có dòng tiền vào thì bìm bìm phi ra đẩy tin tốt, đồng thời doanh nghiệp cũng rò rỉ tin tốt, càng đẩy càng rò rỉ một ít lại càng tăng. Thế khi mà lên đến vùng giá cao rồi, càng lúc tin ra càng đẹp, tin ra càng mạnh, đúng không ạ? Thì giá càng tăng. Lúc đó các nhà đầu tư khác mới phi vào, ôi dồi con này nó ngon quá mà chúng ta không để ý, không nhận ra. Bây giờ nó tăng đến 50%, 70% rồi, có tăng gấp đôi rồi mới nhận ra. Thế nhưng mà cái tiềm năng của nó còn tăng đến gấp 10 lần nữa. Mua ngay bây giờ còn kịp, mua nó đổi đời, đúng không? Mua ngay để hưởng giàu sang phú quý các kiểu. Và đến lúc mà rất nhiều anh em nhỏ lẻ nhảy vào, thấy câu chuyện hợp lý quá, thì lúc là nó xả. Đấy. Thì cái market maker đấy nó có cả nghĩa xấu cả nghĩa tốt. Có điều chúng ta luôn luôn phải biết cách quản trị rủi ro cho tài khoản của mình nhé. Có bạn hỏi là anh ơi cho em hỏi là tay to với nhỏ lẻ là như thế nào? Tay to giống như bạn bảo đi ra phòng gym bạn tập ấy, bạn thấy những tay rất to đúng không? Giống như là những nhà đầu tư có số tiền rất lớn. Thì khi mà họ vào một cổ phiếu nào đó, họ đánh lên một ngành nào đó là cả ngành đó có thể tăng tăng giá. Đúng không ạ? Hoặc là họ sẽ mua bán, mua vào phải mua rất nhiều phiên. Mua khi mà thị trường sụt giảm hoặc là mua trong cái quá trình thị trường đi lên. Thì thường đấy là còn tay to. Thì tay to trên thị trường chứng khoán nó tùy, với những cái mã nhỏ nhỏ thì vài chục tỷ là tay to rồi. Thậm chí những mã rất 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 nhỏ thì chỉ có vài tỷ đã ghê gớm rồi. Nhưng mà cả cái thị trường chung ấy thì tay to, những cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn thì có những nhà đầu tư sở hữu đến vài trăm vài ngàn tỷ rồi thì gọi là tay to, đúng không? Ngày xưa ấy, thị trường mà chưa có nhiều mã niêm yết như bây giờ, hồi đấy có những cái sàn sàn OTC, nếu bạn nào mà còn biết, nó sinh năm khoảng trường 8X thì sẽ biết cái sàn OTC của MB, đúng không? Hồi đấy MB, cổ phiếu ngân hàng MB chưa niêm yết trên sàn đâu mà vẫn giao dịch ở ngoài chợ OTC. Thì có một cái chợ MB, là chợ OTC của MB lớn nhất Việt Nam, nó nằm ngay ở Liễu Giai ấy, ở Hà Nội. Thế hồi đấy có những cái nhà đầu tư là tay cực to, lái con xe siêu xe đến chỉ nghe tiếng máy nổ zin zin ngoài cửa thôi là đã cổ phiếu tăng đến khoảng chừng 20-30% rồi. Tại vì lần nào họ đến họ cũng mang theo khoảng vài bao tải tiền hoặc là mang theo sổ nọ sổ kia và bảo mua hết, gom hết. Hôm nay là gom 5 triệu rồi gom 10 triệu cổ. Thế trong cuối ngày là mang tiền đến thanh toán đầy đủ. Thế gọi đấy là họ là gọi là tay to. Thế nhưng mà sau đó thì những cái tay to đấy, có những tay to cũng bị sập bởi vì thị trường không chiều lòng họ. Chứ không phải tay to lúc nào cũng thắng đâu. Tay to nhưng mà đi ngược với thị trường chết thì họ cũng quẳng thôi. Nên chúng ta tận dụng theo con sóng, nhưng mà chúng ta cũng phải biết cuộc chơi của mình, đúng không? Chúng ta không chơi cuộc chơi của người khác, chúng ta chỉ tận dụng cuộc chơi của người khác thôi, nhưng cuộc chơi của mình là mình vẫn phải nắm giữ. Đấy. Còn bây giờ thì tay to thì họ sẽ kín đáo hơn. Họ ẩn sau cái hệ thống giao dịch điện tử, mở rất nhiều tài khoản, đúng không? Thì có những anh ở trên thị trường chứng khoán như anh Quyết, anh mở đến vài trăm tài khoản. Nhưng thực ra đấy là con số mà chúng ta được báo cáo thôi, nhưng con số thật có thể lớn hơn rất là nhiều. Họ rất là khéo léo trong việc mua bán, ẩn danh, rồi dùng nhiều tài khoản mua đi bán lại, rất khó phát hiện, đúng không ạ? Thế còn lại nhỏ lẻ như của anh em chúng ta ấy, thì đa phần chúng ta là nhỏ lẻ rồi. 95%, thậm chí là đến 99% nhà đầu tư Việt Nam, số lượng thì là đều nhỏ lẻ. Nhỏ lẻ chứ là tầm trong tay tầm khoảng dưới 500 triệu đổ xuống, đúng không? Hoặc có những lúc mà dưới 1 tỷ đổ xuống gọi là nhỏ lẻ rồi. Thế còn nhỏ quá mà bé bé xíu, chúng ta mới vào thị trường, chúng ta đang gặp khó khăn trong công việc hay là làm chưa đủ ăn hay là đang là sinh viên thì chúng ta chỉ có vài trăm ngàn thôi thì cũng có thể đầu tư được, nhưng mà cũng đừng có nản chí, bởi vì cái thứ để giúp các bạn kiếm tiền trên thị trường ấy, nguồn vốn là một phần, nhưng cái thứ quan trọng hơn nhiều nó là kiến thức, nó là kinh nghiệm, nó là trải nghiệm, đúng không ạ? Nên chúng ta chăm chỉ học hành, đầu tư, làm việc
thì nhỏ lẻ rồi sẽ thành tay to. Còn nếu mà chúng ta không chịu học hành, chúng ta cứ thích hô mưa gọi gió, gào thét ấy, và chúng ta coi thường thị trường ấy, rồi chúng ta đang tay to, chúng ta lại trở thành nhỏ lẻ thôi. Thì cú thấy chuyện này rất là nhiều rồi nhé. Thế câu 65 có bạn hỏi là còn có khái niệm bò trên thị trường chứng khoán. Thế bây giờ bò ở đây là ám chỉ điều gì thế anh? Thế con bò ấy, là trên thị trường chứng khoán được ví von với việc là tăng giá. Tức là bảo là thị trường con bò, tức là thị trường đang tăng giá. Tức là lúc đấy nó tạo cái đỉnh sau là cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước. Thì cứ mua là thắng, cứ mua trong nhịp điều chỉnh là thắng. Lúc là càng điều chỉnh càng mua là ngon. Bởi vì kiểu gì thì kiểu trong một vài tháng nó tăng mạnh trở lại, đúng không? Anh em hình dung tại sao lại con bò? Vì khi mà con bò nó tấn công địch thủ ấy, nó sẽ húc húc đầu. Đấy, cái đầu chúi xuống, hai cái sừng nhọn hoắt xuyên ra và nó húc từ dưới lên trên. Đấy, con bò lúc nào húc húc húc. Thành ra là đấy gọi là giá tăng. Hình dung như là con bò là muốn húc tung cổ phiếu lên hoặc là húc tung thằng bán ra, đúng không? Cái lực mua mạnh mẽ đấy là con bò tốt, rất là khỏe. Thì có người anh em nhà đầu tư rất thích con bò, mang hình con bò để ở trên bàn, hay là chúng ta thấy ở trên sở Hồ Chí Minh hay là sở Hà Nội ấy, đều có hình con bò trước sở đấy, hay là sàn chứng khoán New York thì đều để con bò. Nhưng thực ra con bò là một chuyện cũng tốt, nhưng con gấu nó cũng tốt, chứ không không hẳn là con bò là thích giá tăng mãi đâu. Tăng mãi rồi tăng ảo rồi rất nhiều cổ phiếu vớ va vớ vẩn, cổ phiếu rác cũng tăng ảo. Và anh em nhà đầu tư bình thường nếu mà thị trường mà họ thận trọng ấy, họ sẽ không mua cổ phiếu lở. Nhưng mà khi mà thị trường nó tăng nóng quá thì cổ phiếu lở họ cũng mua, thế là cuối cùng là dễ mất tiền. Đấy, thế nên là con bò cũng rất là tốt, nhưng mà đôi khi nó cũng sẽ không tốt ở điểm đó. Câu 66 các bạn hỏi là thế còn gấu là gì? Nó có phải là ám chỉ thị trường giảm không anh? Đúng rồi. Thì ngược lại với con bò là con gấu. Anh em hình dung con gấu nó tấn công đối thủ, dùng tay nó tát xuống, đúng không? Hoặc nó kéo lê đối thủ đi. Nó có, tức là nó giẫm lên đối thủ, nó cắn cấu, nó cào xé. Thì anh em nào ở đây mà đã từng xem cái phim gọi là Người từ cõi chết trở về ấy, có Leonardo DiCaprio đóng tay thợ săn ấy, đấy thì nhìn con gấu tấn công nhìn kinh vãi hoàng luôn, đúng không? Nó tát, nó vật, nó cào, nó cấu, nó cắn xé. Đấy, thì thị trường gấu là đồng nghĩa việc là thị trường đè đè xuống. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước, càng mua càng chết, càng mua càng chết. Trong thị trường gấu chỉ có một là mua tích lũy đi xuống, và hai là chúng ta sẽ bán khống, đúng không ạ? Đó. Câu 67 các bạn hỏi thế còn lợn là ai? Thế nào là bò gấu lợn trên thị trường? Có câu nói là bò cũng kiếm được tiền, gấu cũng kiếm được tiền, chỉ có lợn là bị giết thịt là sao hả anh? Lợn thì mọi người thường nghe đến là cái con người ta hay bảo là gọi là ngu như heo, đúng không? Đấy, thực ra heo không ngu đâu, nó là một cái loài động vật rất là thông minh, tò mò. Chẳng qua chúng ta đang nuôi heo theo kiểu công nghiệp, chúng ta nhốt nó trong chuồng, chúng ta không cho nó cơ hội để nó đi tìm kiếm thế giới xung quanh. Bởi vì heo là một động vật thực sự là rất là thân thiện. Thế nhưng mà chúng ta hay bảo là ngu như heo là vì như này, là thị trường xuống ấy, trong thị trường gấu ấy, là thị trường xuống, nếu bạn short sell tức là bạn bán khống bạn mới kiếm được tiền, hoặc là bạn không làm gì cả bạn để tiền, bạn thị trường xuống kiếm được tiền, thị trường gấu đấy. Còn thị trường bò kiếm được tiền là sao? Là con bò ấy, trong thị trường giá lên chúng ta mua chọn cổ phiếu tốt thì là chúng ta vẫn kiếm được tiền, khôn khéo giỏi giang ngon lành, đúng không? Thế tuy nhiên lợn thì sao? Ngơ ngơ ngáo ngáo vào thị trường thì cứ thị trường bò thì đi bảo rủ dê đi bán non, thế thị trường gấu ấy rủ nhau lại đi đi mua long giữ dài hạn, đấy thì là mệt. Thế con lợn là sẽ bị dễ bị giết thịt và thường là sẽ bị market maker, bị tay to ăn thịt trước đấy. Câu 68 hỏi là anh cho em hỏi cừu non và sói xám trên thị trường chứng khoán là những gì? Sói trên thị trường là mô tả những cái ông nhà đầu tư mà già dơ lão luyện, có nhiều năm kinh nghiệm. Ông ấy chỉ chăm chăm giết thịt mấy con gà thôi. Đấy, một là nhà đầu tư, hai là môi giới mới. Đấy. Rồi ông nhà đầu tư nào tay to này mà hiểm ác ấy, gọi là muốn không quan tâm lợi ích thằng khác. Tao chỉ biết là tao kiếm tiền thôi. Thế còn chúng mày thế nào tao không quan tâm. Đấy, thì đấy là ông như ông sói sám, gọi là già dơ. Thế còn ông bảo là như nhiều ông sói là ông hay hô. Nhiều khi là ông ấy mua hết mới làm giá những con cổ phiếu nhỏ nhỏ. Con đấy vốn hóa vài trăm tỷ, thanh khoản lưu hành ngoài không nhiều, thì ông ấy bỏ ra 5-30 tỷ ông mua hết rồi. Thế sau đó ông hô hào bà con là vào mua đi. Thế xong rồi ông cũng có những ảnh hưởng rất là mạnh ở trên diễn đàn, trên cộng đồng, trên internet, đúng không? Và ông hô hào bà con vào. Nhưng mà những người đấy là cũng có rất là có tài năng, thực sự là họ có tài năng rất giỏi, nhưng mà họ muốn kiếm tiền nhanh, kiếm tiền nhiều trên gọi là xương máu của thằng nhà đầu tư khác. Thế là hô hào bà con vào đi thì họ xả. Thế sau đó họ bỏ công ty mặc kệ.
Thế có rất nhiều chủ doanh nghiệp cũng thế, đưa công ty đều lên sàn. Công ty ảo ấy, công ty chả có cái gì cả. Toàn những mục đầu tư tài chính, khoản phải thu, toàn tài sản ảo đưa vào, tài sản không chất lượng. Thế lên sàn kết hợp với công ty chứng khoán bán giá rẻ rồi PR giá. Thế lên rồi là họ xả cho một phát. Cả công ty chứng khoán, cả nhà đầu tư là chết sập mặt. Đấy, thế đấy là bọn sói già. Thế còn anh em cừu nhà mình ấy thì cũng giống như là gà con hay là lợn ấy. Loại cừu bộ lông gọi là mềm mịn lơ ngơ vào thị trường, trông béo mẫm, trông miếng ngồi béo ngậy, thì nhìn thấy mình là mấy con sói nó chảy nước miếng à, chảy nước miếng, chảy nước miếng à. Thế những cái nhóm sói cá mập thấy nhà đầu tư mới vào nó thích lắm, nên là khi mà chúng ta mới vào chúng ta là được ví với lợn với cừu. Thì cái thứ chúng ta cần học nó không phải là FOMO đâu, mà cái thứ chúng ta cần học nó chính là quản trị rủi ro ấy, để biết được rằng thị trường này nó có những cái kẽ hở như thế, có những cạm bẫy như thế, và chúng ta chọn cuộc chơi nào phù hợp với chúng ta thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhé. Thì anh em có thể tham khảo những cái này bằng cách là search những cái video ở trên kênh của Cú, tham khảo là tài liệu này, sách vở này, rồi những cái video về quản trị rủi ro, quản trị cảm xúc, quản trị nguồn vốn trên kênh nhé. F0 trên thị trường chứng khoán bình thường là dương tính với Covid là sao vậy anh? Thì F0 thì trên thị trường thực ra là trước khi mà có Covid ấy, thì F0 là một cái từ rất phổ biến trên thị trường rồi. F0 là chúng ta giống như là kiểu chúng ta học sinh học ấy, có những thế hệ ban đầu, thế hệ mới thì gọi là F0. Thì thế hệ sau đấy mà chúng ta trưởng thành hơn rồi là F1, rồi F2, F3, FN. Thì F0 thì thường là người rất là mới. Thì cuốn sách này là cũng một phần dành cho F0 này. Nếu mà chúng ta thật sự là mới với thị trường, hoặc chúng ta muốn cho con mình, cho em mình, cho cháu mình, cho những người mới khác hiểu về thị trường chứng khoán, thì những cuốn sách như này là những cuốn sách để giúp cho những bạn đấy tìm hiểu được rất nhiều kiến thức một cách có hệ thống, một cách dễ dàng, vui vẻ, để chúng ta ngấm kiến thức nhiều hơn và nhanh thành công hơn, đúng không nào? Thì thường là F0 là chỉ có mỗi tiền thôi, kinh nghiệm thì không có. Có tiền và ước mơ. Đấy. Anh em mà có mỗi tiền và ước mơ đến với thị trường này ấy, thì thường là anh em sẽ để lại tiền, đi về với ước mơ tan vỡ và thu được rất nhiều kinh nghiệm. Chính vì vậy, nếu mà chúng ta không muốn mất tiền, muốn kiếm tiền một cách bền vững thì phải học ngay kiến thức, phương pháp thật sớm nhé. Còn nếu mà chúng ta vừa có tiền, vừa có kiến thức, vừa có trải nghiệm thì chắc chắn sẽ làm giàu được ở thị trường này. Ok chưa? Câu 70. Có bạn hỏi là thế còn F1, F2, FN là những ai anh? Thế đây là những cái người mà có nhiều kinh nghiệm hơn. Đấy, tương đương với 1 năm, 2 năm hay là nhiều năm kinh nghiệm. Thế tuy nhiên không hẳn là có nhiều năm kinh nghiệm là khôn hơn. Thế có rất nhiều người Cú biết rồi, họ ở tồn tại thị trường cả chục năm rồi. Nhưng mà họ đánh vẫn như F0 thôi. Bởi vì cái phương pháp của họ, cái cách kiếm tiền của họ từ trước đến giờ đó là hóng tin đồn. À, hóng tin nọ, hóng tin kia. Nhưng mà cái nguồn tài sản của họ rất lớn. Nên đánh mãi, tuy là bị sập nhiều lần nhưng mà vẫn chưa chết. Đấy, sở hữu công ty làm ra một năm vài chục tỷ. Và anh chứng khoán 5-10 tỷ một năm mất trắng. Thế xong rồi thị trường lên thì FOMO đu đỉnh, thị trường xuống thì sập, chạy tóe khói. Thế nhưng mà vẫn không chết. Thì thực sự là cũng không phải là số năm kinh nghiệm là cái thứ quan trọng đâu. Nên chúng ta vào thị trường chúng ta khoe ông này mẹ 10 năm kinh nghiệm, ông kia 15 năm kinh nghiệm, ok, biết thế. Nhưng mà cứ lắng nghe đã, để xem kinh nghiệm của họ là cái gì. Nếu kinh nghiệm của họ 10 năm nhưng mà chả học được cái gì mới, 10 năm nhưng mà vẫn làm những phương pháp cũ, 10 năm nhưng mà không chịu đi bồi tài kiến thức, rèn giũa kỹ năng, thì anh em sẽ vượt họ sớm thôi nhá. Cho nên chúng ta cứ yên tâm rằng là F0 vào thị trường vẫn có rất nhiều cơ hội, miễn là chúng ta được tiếp cận với tư duy đúng, học được kiến thức đúng, trải nghiệm và có một cái tư duy kỷ luật là chúng ta vẫn thành công hơn họ. Ok chưa? Câu 71. Anh cho em hỏi thế nào là một nhà đầu cơ vậy ạ? Có phải đầu cơ là lướt sóng đầu tư ngắn hạn hay không? Cái nhà đầu cơ được ví von là nhà đầu tư ấy, nhưng họ có một cái tư duy là ngắn hạn lướt sóng nhanh, kiếm tiền nhanh trong thời gian ngắn. Để làm được việc đấy ấy, thì nhà đầu cơ khác biệt với nhà đầu tư giá trị là ông ấy sẽ nhắm vào những cái biến động ngắn hạn của thị trường. Một, ví dụ là tìm mua cổ phiếu bứt phá nền giá trong thị trường tăng, hay cổ phiếu tăng trưởng nhanh, hoặc thậm chí cổ phiếu nóng là cơ bản chả có cái quái gì cả, nhưng mà có game, có đội lái. Thế có rất nhiều phương pháp đầu tư trên thị trường nó tận dụng được biến động ngắn hạn của thị trường, đúng không? Bởi vì thị trường bản chất là nó không hiệu quả đâu, nó biến động đôi khi nó rất là vô lý, thì cái phần thưởng cho nhà đầu cơ cũng rất là lớn, có thể là kiếm được vài chục phần trăm trong 1 tháng, 2 tháng thôi. Thế tuy nhiên độ rủi ro thì cũng rất cao. Hầu hết các ông tham gia đầu cơ ấy là chỉ có 10% là chiến thắng thôi, trong dài hạn thôi, đúng không? Thắng rất to trong một vài tháng, một vài quý, nhưng mà sau đó chúng ta sập luôn. Ví dụ như cái đợt sập vào đầu năm 2022 này,
có rất nhiều bạn đầu cơ, rất nhiều bạn môi giới kiếm được cực nhiều tiền trong 2020, 2021 đúng không? Thế nhưng mà đến 2022 là thôi toi luôn. Mất sạch luôn, âm vốn luôn. Đấy. Thì cái điều đó là điều mà nếu nhà đầu cơ rất thú vị, mà nhà đầu cơ cũng không gì xấu cả. Họ tạo ra thanh khoản, họ tạo giao dịch, tạo ra cái việc mà chúng ta là nhà đầu tư giá trị ấy. Nếu mà chúng ta cứ mua một vài năm chúng ta không bán ấy, thì đến lúc chúng ta bán cho ai? Thì phải có ông nhà đầu cơ đóng tạo thanh khoản. Ông mua đi bán lại, chúng ta bán ra mới dễ. Đúng không nào? Và đặc biệt ấy, là rất nhiều bạn khi mà chúng ta mới vào thị trường, chúng ta bị thu hút bởi những cái ông đầu cơ. Chúng ta muốn trở thành nhà đầu cơ ngay. Đấy. Thì theo thống kê trong dài hạn ấy, thì nhớ là chỉ có 10% ông nhà đầu cơ thắng thôi. Thế còn lại đều thua hết. Ngay cả cái ông William O'Neil của Can Slim ấy, ông cũng không thắng được trong dài hạn để ông lướt sóng. Hay các phương pháp khác rất ít, rất ít. Và cái phương pháp tốt hơn với hầu hết chúng ta đó là mua tích sản, mua chứng chỉ quỹ, mua cổ phiếu giá trị, đúng không ạ? Thì bạn nào mà muốn đầu cơ thì có thể tham gia vào khóa học phái sinh của Cú. Bạn nào muốn đầu tư thì có thể tham gia vào khóa học đầu tư cổ phiếu giá trị. Bạn nào muốn phân tích kỹ hơn thì có cái khóa học là phân tích và đầu tư cổ phiếu bất động sản, đúng không nào? Quan trọng là chúng ta phải chọn được một cái cuộc chơi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta tự tin, chúng ta yên tâm và phù hợp với chúng ta nhé. Thế vậy còn nhà đầu tư giá trị, nhà đầu tư dài hạn là ai? Warren Buffett là nhà đầu tư giá trị đúng không anh? Đúng rồi. Nhà đầu tư giá trị và dài hạn ấy thì họ có một cái xu hướng là gì? Là họ không có quan tâm quá nhiều đến cái biến động ngắn hạn của thị trường. Tại vì ngắn hạn của thị trường nó biến động cực kỳ nhiều thông tin về vĩ mô, về chính sách, về kỳ vọng, về tâm lý, đúng không? Và đấy là một phương pháp hoàn toàn khác. Thì họ sẽ tập trung đi tìm kiếm những cái cổ phiếu tốt, có cái model kinh doanh, tức là có cái mô hình kinh doanh thật là tốt, có dòng tiền tốt, có biên lợi nhuận tốt và cổ phiếu đấy có nhiều khả năng là tăng trưởng vững mạnh trong tương lai, bất chấp là thị trường có xấu đến mấy. Thì khi mà thị trường càng rớt ấy, thì họ lại càng sướng vì họ càng có nhiều cơ hội để họ mua được cho nó giá rẻ. Đúng không ạ? Họ có thể mua nó trong nhiều năm và có những cái câu chuyện như ông Fisher chẳng hạn, ông mua cổ phiếu đến 50 năm mà không bán và giá cổ phiếu nó tăng khủng khiếp. Hay là Warren Buffett cũng thế, có những cổ phiếu mua đến 50 năm không bán. Vì ở những người này họ thừa nhận là gì? Thế mạnh của họ không phải là việc dự đoán thị trường trong ngắn hạn. Không biết được là trong năm nay, năm sau thị trường tăng giảm như nào. Đúng không? Chịu. Nhưng họ biết là tìm ra những công ty có cái khả năng vượt trội so với thị trường, có ban lãnh đạo, ban điều hành, có mô hình kinh doanh, có ngành nghề tuyệt vời. Và họ biết chắc rằng là những công ty đấy 90% hoặc hơn trong tương lai là sẽ tăng giá. Thì điển hình cho nhóm đấy là như ông Benjamin Graham, Philip Fisher, rồi Warren Buffett, vân vân, đúng không nào? Thế có bạn hỏi là anh Cú Đông Thái là ai? Thì Cú Đông Thái là tác giả sách này. Mình là một nhà đầu tư thôi, cũng bắt đầu là một ông nhỏ lẻ có đóng F0. Và mình mong muốn là mang lại cho anh em những kiến thức, những cái giá trị miễn phí có phí có, dịch vụ tài chính có, để chúng ta có nhiều công cụ, chúng ta làm giàu cho bản thân mình, chúng ta hiểu đúng về thị trường, chúng ta tận dụng đúng cái thị trường tuyệt vời này, cái cơ hội này. Chúng ta không bị trở thành cừu non, trở thành lợn con, trở thành gà con trên thị trường, và chúng ta sẽ dần dần trưởng thành để trở thành con sói, con cá mập, con tay to trên thị trường nhé. Ok chưa? Anh em có thể theo dõi Cú trên rất nhiều kênh khác nhau và cùng nhau chia sẻ, cùng nhau trao đổi quan điểm. Và có cả những cái chương trình là gặp mặt một một với cả Cú Đông Thái nữa, nhưng mà chỉ dành cho một số ít bạn mà tham gia cực kỳ tích cực mà thôi nhé.